Jordan chia sẻ tiêu chuẩn bạn diện tốt, Dương Dương địch đệ Nhật Ba bị réo tên. Gần đây trong một chương trình thực tế khi được hỏi bạn diễn có thực sự quan trọng không, Jordan đã không ngần ngại chia sẻ, tất nhiên rồi, hơn nữa bạn diễn không được cạnh tranh. Không nên nghĩ tôi phải diễn tốt hơn bạn mà phải hỗ trợ hợp tác với nhau. Sau khi đoạn video về Jordan được đăng tải, không ít sao Hoa ngữ đã được cộng đồng mạng réo tên vì từng vướng phải ồn ào tranh phiên vị. Nhân đây hãy cùng chúng tôi điểm qua những vụ lùm xùm về những diễn viên trong cùng một đoàn phim cạnh tranh phiên vị, đất diễn gây ồn ào, náo loạn dư luận một thời gian nhé. Thứ nhất, Ngô Diệc Phàm Dương Tử. Từ lúc khai máy, Thanh Trâm Hành gặp vô vàn những sóng gió và vấp phải không ít tranh luận. Một trong số đó là chuyện đấu đá tranh giành phiên vị của fan hâm mộ hai nhà Dương Tử và Ngô Diệc Phàm. Nhiều người cho rằng xét theo sức ảnh hưởng, Ngô Diệc Phàm nên đứng nhất phiên. Nhưng số khác lại khẳng định Dương Tử có cả sức ảnh hưởng và năng lực diễn xuất nên cô không thể đứng ở phiên vị thứ hai. Thậm chí vì Thanh Trâm Hành xoay quanh nữ chính nên vị trí nhất phiên phải thuộc về cô. Vấn đề này nhiều lần nên hàng hot shot Weibo được cư dân mạng ưu ái gọi về cái tên tranh phiên hành, còn bị tạp chí nổi tiếng điểm mặt phê bình. Và rồi sự việc cũng chính thức khép lại khi Ngô Diệc Phàm bay màu khỏi giới giải trí. Thế là Dương Tử yên tâm với vị trí nhất phiên của mình rồi nhé. Dù có nam chính mới xuất hiện, cũng chẳng có cửa tranh giành với nàng tiểu hòa được nữa. Vương Nhất Bác Tống Thiến. Ngay khi tin tức Vương Nhất Bác Tống Thiến tham gia Phong Khởi Lạc Dương nổ ra, fan của hai bên đã bắt đầu cuộc tranh giành phiên vị. Phần đông của cả hai đã không ngừng gây trên các trang mạng, dành phần hơn về vấn đề phiên vị cho thần tượng. Fan nhà Vương Nhất Bác cho rằng đây là bộ phim nam chủ nên nam diễn viên phải được đặt trước, còn phía Tống Thiến lại phản bác bày tỏ phim này có một nam chính một nữ chính. Bên cạnh đó, cộng đồng mạng cũng cảm thấy thương cảm thay cho Hoàng Hiên diễn vai nam chính, tuy không làm gì cũng bị tai tiếng theo. Dương Dương địch đệ Nhật Ba. Thời điểm Em Là Niềm Kiêu Hãnh của anh công bố về dàn diễn viên, fan hai nhà Dương Dương địch đệ Nhật Ba đã xảy ra cuộc tranh cãi về chuyện giành phiên vị cho thần tượng. Trong vòng chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, sự đơn đáp trả giữa hai bên trên các trang mạng xã hội đã vượt qua 150.000 bình luận. Tính cả hai bài viết thì con số này đạt cột mốc 320.000. Phan Dương Sương bày tỏ kể từ khi bộ phim công bố về dàn diễn viên, họ luôn tôn trọng quyết định của nhà sản xuất, đồng thời nói fandom đối phương về hành vi tranh xấu tính. Thậm chí một số fan hâm mộ Dương Dương lên tiếng phản đối nam diễn viên đóng phim này, trực tiếp thay avatar với slogan phản đối và tăng phòng làm việc yêu cầu xử lý sự việc. Ngô Lỗi tỉnh Bách Nhiên. Vào ngày 8 tháng 8 năm 2020, các fan của Ngô Lỗi vô cùng hoang mang khi nghe tin nam diễn viên đã rời khỏi dự án phim Nam Mỹ Trường Công Án. Đáng nói hơn, lý do đưa đến quyết định này là vì ekip của anh không hài lòng với phiên vị của mình trong phim. Trong khi hậu trường và mọi công đoạn đã được ekip chuẩn bị tươm tất, còn được lên lịch sự kiện công bố, nhưng phía Ngô Lỗi bỗng dưng đổi ý và không chịu ký hợp đồng. Nhiều nguồn tin cho hay phía Ngô Lỗi rất không hài lòng khi gà cưng của họ phải xếp ở vị trí bình phiên với tỉnh Bách Nhiên. Điều này đã khiến bên Tencent Video không hài lòng chút nào. Thậm chí một tài khoản Weibo được cho là của phó tổng Tencent đã đăng tải dòng trạng thái bóng gió chỉ trích Ngô Lỗi vì coi mình trên cơ người khác và ra vẻ ngôi sao muốn tranh giành phiên vị. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!